Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 35. Mộc Bình chỉ một ngón tay ra, đừng nhìn bà ta là phụ nữ, nhưng bàn về năng lực đơn đả độc đấu thì thực lực của bà ta còn mạnh hơn trưởng lão nam ở Đan Dương Tông gấp mấy phần. Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa nghiên cứu đan thuật vừa phân tâm tu luyện võ kỹ. Huyền Ngọc chỉ của Mộc Bình là một võ kỹ. Trình độ đan thuật của bà ta rất cao mà cũng chưa từng lơ là tu luyện võ kỹ nên được xem là thiên tài hiếm có của Đan Dương Tông, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các trưởng lão. Trong lần giao thủ này, Lục Vân được chết dưới Huyền Ngọc chỉ của bà A cũng coi như vinh hạnh. Mộc Bình thầm nghĩ như vậy, uy lực của Huyền Ngọc chỉ cũng càng bùng nổ, chân khí thúc dục võ kỹ phóng ra tia sắc lạnh dọa người. Xuy, tiếng lưỡi đao cắt vỡ không khí vang lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Lục Vân không tránh không né mà như một mãng phu đánh thẳng đến, cứ như hoàn toàn không ý thức được điểm đáng sợ của Huyền Ngọc chỉ. Phá! Lục Vân quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra sát khí làm đôi màu đen của hắn xuất hiện từng điểm đỏ quỷ dị. Bực bội! Tâm tình của hắn cực kỳ bực bội. Hắn có xúc động muốn một mình sát hại cả thành phố. Bị loại cảm xúc kỳ quái này ảnh hưởng nên công kích của Lục Vân cũng trở nên vô cùng táo bạo. Căn bản không nghĩ đến chuyện tránh né mà cứ tung ra một quyền. Trong nháy mắt nắm đấm và ngón tay đụng vào nhau, chân khí điên cuồng khuấy động như sóng lớn mãnh liệt đánh vào đá ngầm, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn. Ầm ầm. Trong thân thể Mộc Bình như có lôi đình nổ vang, chỉ thấy thân thể bà ta nhoáng lên một cái rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trên khuôn mặt bà ta toàn là vẻ kinh hãi. Sao lại như vậy? Mộc Bình ngơ ngác. Trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt làm bà ta cực kỳ khó chịu. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi mà bà ta đã cảm nhận được sự khủng bố của Lục Vân, sự khủng bố này rất có khả năng là bắt nguồn từ công pháp của hắn. Thế là đồng tử của Mộc Bình co rụt lại, hỏi, cậu tu luyện loại công pháp gì? Mộc Bình không thể không sợ. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng xong, bà ta căn bản không nhận được đáp án. Lục Vân cũng không biết mình tu luyện công pháp gì thì làm sao trả lời Mộc Bình. Hơn nữa hiện tại hắn không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề thân công vô danh. Trong lòng hắn đang dâng trào sát khí, làm hắn trở nên cực kỳ bực bội. Các ngươi không nên đến trêu chọc tôi vào lúc này. Lục Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh đỏ, sau đó thân hình lại xông đến trước mặt Mộc Bình như gió, nhấc trưởng đập vào đầu bà ta. Mấy người đi trước, thằng danh này có vấn đề. Mộc Bình đã nhìn ra Lục Vân không thích hợp, người bình thường không có khả năng hung ác tàn bạo đến như thế, thế là bà ta quay đầu giống lớn một tiếng với bọn người Hàn Nguyệt. Mấy người Hàn Nguyệt đã triệt để trợn tròn mắt. Họ còn muốn Mộc trưởng lão đến tiêu diệt Lăng Phong báo thù cho mình, ai biết Mộc trưởng lão cũng thất thế trước Lục Vân. Từ khi nào mà tu luyện giả bên ngoài Côn Luân Sơn đã mạnh đến như vậy? Không có thời gian nghĩ nhiều. Khi nghe Mộc Bình hét lớn một tiếng thì bọn người Hàn Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần rồi quay người nhanh chóng chạy đi. Họ tin tưởng Mộc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình chạy trốn. Lục Vân không để ý tới mấy người chạy trốn mà dùng đôi mắt đỏ ké đó nhìn chằm chằm Mộc Bình, thấy bà ta nghiêng đầu tránh thoát một trưởng của mình thì hắn lập tức tung thêm một trưởng ra. Công kích của Lục Vân chẳng có kết cấu gì đáng nói, càng không cần bàn đến võ kỹ gì. Bởi vì hắn căn bản chưa từng học võ kỹ nào mà hoàn toàn ỷ vào thần công vô danh để hoành hành bá đạo. Cái này giống như một tay quyền anh có thần lực bẩm sinh không hiểu kỹ xảo cách đấu, lần nào cũng chỉ dùng sức mạnh để đàn áp tất cả. Hắn cứ dùng ra hết sức, còn lại giao cho kỳ tích. Hiện tại Lục Vân đang trong trạng thái này, công kích vừa nhanh vừa mạnh đã ép cho Mộc Bình không có sức đánh trả, trong lòng mắng to hắn là tên điên. Mộc Bình không kịp né tránh làm ngực trúng chiêu, bà ta đau đến mức chửi ầm lên, tên điên đáng chết này, đánh với phụ nữ cũng mạnh tay như vậy sao? Khí huyết trong cơ thể Mộc Bình sôi trào, mặt nghẹn đỏ lên mấy phần. Nếu là bình thường có thể Lục Vân sẽ phản bác một câu, vừa rồi khi bà muốn giết tôi sao không nói mình là phụ nữ, hiện tại đánh không lại thì bắt đầu lấy giới tính ra nói, đồ lão yêu bà. Nhưng hiện tại Lục Vân không có tâm tình đó, hắn chỉ muốn phát tiết. Mà cách phát tiết tốt nhất chính là ra tay không có kết cấu gì, tùy ý chút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài. Nhưng rất nhanh Lục Vân đã phát hiện tốc độ thần công vô danh trong cơ thể hắn tự động vận chuyển ngưng luyện ra chân khí còn nhanh hơn tốc độ hắn tiêu hao. Thật là gặp quỷ. Kỳ thật trên người Mộc Bình có mang theo đan dược có thể kích phát tiềm năng,
giúp tu vi tăng lên 2 tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Không đến bước đường cùng thì bà ta cũng không muốn uống. Nhưng Lục Vân lại không chịu buông tha, dáng vẻ như không giết được bà ta thì không bỏ qua nên Mộc Bình chỉ có thể dùng đến nó. Tác dụng phụ lớn đến mấy cũng tốt hơn mất mạng. Rắc. Mộc Bình bóp nát một cái bình nhỏ bằng sứ men xanh lớn chừng ngón cái, đan dược bên trong bắn ra, bà ta đưa vào miệng, còn chưa nuốt xuống. Thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Em trai, đừng, giọng nói của Lâm Thanh Đàn rất suy yếu, sắc mặt còn tái nhợt hơn bình thường mấy lần, trên vầng trán trơn bóng đã ứa đầy mồ hôi. Vừa rồi cô nằm trong phòng đã nghe rõ được động tĩnh bên ngoài. Khi Lục Vân và Lăng Phong xung đột thì cô đã muốn đi ra ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì, cơn đau quá dữ dội làm cô không động đậy nổi. Lúc này cảm giác đau đớn khó hiểu kia mới chịu biến mất, cô đã sống sót qua cơn đau giống như mấy đêm trước. Thanh đỉnh kia lại bị cô thu vào đan điền. Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân lập tức tỉnh táo lại, hào quang màu đỏ trong mắt cũng dần dần biến mất rồi khôi phục trong trẻo. Nhớ lại vừa rồi, cả Lục Vân cũng giật mình nhảy dựng, không rõ khí tức hung ác tàn bạo trong lòng mình tới từ đâu. Hắn chỉ biết khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn mà mình lại bất lực thì tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất bực bội. Tục ngữ nói người trong cuộc u mê. Thông qua giọng nói của người này, bà ta đã nhận ra thân phận của gã. Lục Vân thì nhìn lại hướng phát ra âm thanh, thấy là một người đàn ông áo trắng cầm quạt xếp đang chậm rãi đi về hướng bên này. Trong lòng hắn cười lạnh, thật là càng ngày càng náo nhiệt, thú vị. Công tử Vũ, cậu tới làm gì? Mộc Bình nhìn về phía người đàn ông áo trắng rồi quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên bà ta cũng không ưa gì công tử Vũ, thậm chí còn mang theo địch ý. Công tử Vũ phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nho nhã, khẽ mở quạt xếp trong tay ra rồi nói, Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh xuất hiện, không chỉ Đan Dương Tông các người cảm thấy hứng thú mà công tử Vũ này cũng hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Mộc Bình lập tức càng khó coi. Hiển nhiên công tử Vũ này cũng đến vì Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Công tử Vũ không để ý tới Mộc Bình nữa mà nhìn về hướng Lục Vân, cẩn thận dò xét một hồi rồi vừa cười vừa nói, không ngờ bên ngoài Côn Luân Sơn còn có tu luyện giả như anh, thú vị. Vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến của hai người, thật sự không ngờ người thanh niên này có thể ép cho trưởng lão Mộc Bình của Đan Dương. Tông không đánh trả được. Dưới tình huống chưa nuốt đan dược cấm kỳ thì Mộc Bình thật sự không phải đối thủ của hắn. Công tử Vũ cảm thấy khá hứng thú với Lục Vân. Nhưng gã càng cảm thấy hứng thú với Lâm Thanh Đàn, từ thời khắc người phụ nữ này đi ra từ Hạnh Lâm Đường thì hai mắt công tử Vũ đã tỏa sáng. Đẹp, còn đẹp hơn những nữ tu luyện giả trên Côn Luân Sơn mấy phần. Người bình thường không có khả năng so sánh với khí chất của tu luyện giả, đây là một sự gia tăng khí chất. Đưa ra một ví dụ. Nếu như một người phụ nữ có dung mạo dáng người là 7 điểm, vậy sau khi tu luyện thì khí chất của cô ta sẽ tăng lên rất lớn, tổng thể. Đạt tới 8, 5 điểm cũng không thành vấn đề. Công tử Vũ có thể nhìn ra Lâm Thanh Đàn vừa trở thành tu luyện giả không lâu, nhưng mà tổng số điểm đã đạt đến 9. 6, 9, 6 điểm là một điểm số cực cao. Ánh mắt của công tử Vũ rất hà khắc, có một bộ tiêu chuẩn cho điểm riêng. Gã cũng thích thông qua cách cho điểm này để dán nhãn cho phụ nữ. Trong tiêu chuẩn cho điểm của công tử Vũ thì 9 điểm đã là cấp bậc mỹ nữ đỉnh cao, có thể thấy được 9. 6 điểm cao đến mức nào? Chờ tu vi cảnh giới của Lâm Thanh Đàn tăng lên thì điểm số này sẽ càng cao. Công tử Vũ mặt mỉm cười nhìn Lâm Thanh Đàn, nói, chắc cô là chủ nhân của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh đúng không? Tôi tên là công tử Vũ, rất vinh hạnh được gặp cô. Lại xuất hiện một người. Sắc mặt Mộc Bình càng khó coi, tức giận hừ một tiếng và nói, ông lão. Quỷ, chẳng lẽ quỷ kiếm tông các người cũng muốn nhắm vào Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh? Có vấn đề gì sao? Lão già gầy gò kia họ ông, tên là ông lão quỷ, đến từ quỷ kiếm tông của Côn Luân Sơn. Chỉ thấy lão nhếch miệng nói, cả người của Vân Sơn Thư Viện cũng đến, tôi đến xem có gì đáng kinh ngạc. Công tử Vũ lộ ra vẻ mặt hứng thú thú. Vừa cười vừa nói, ha ha, ông lão. Quỷ, xem ra hai chúng ta không mưu mà hợp, thú vị, thú vị. Diện mạo của gã rất nho nhã, nhưng giọng nói lại mang theo một tia âm nhu, hình thành tương phản rất rõ ràng. Mộc Bình tức giận không thôi. Hai người này một người đến từ Vân Sơn Thư Viện, một người đến từ Quỷ Kiếm Tông,
không giống với Đan Dương Tông. Đan Dương Tông chuyên nghiên cứu đan thuật, một cái bảo đỉnh có thể giúp phẩm chất của đan dược tăng lên mấy cấp độ. Nhưng hai người này đều không học tập đan thuật, lấy Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh cũng không có tác dụng lớn. Nhưng họ vẫn đến. Không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ muốn đến làm Đan Dương Tông ghê ởm. Nếu như họ có thể mang Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh về, Đan Dương Tông muốn có nó thì họ có thể đe dọa vơ vét của Đan Dương Tông một vố. Lui một bước, họ thà mang Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh về làm vật trang trí cũng không tùy tiện cho Đan Dương Tông lấy được. Làm sao Mộc Bình có thể không buồn giận? Bà ta sắp bị chọc giận nổ tung rồi. Nhưng bà ta có thể làm gì được? Chả làm gì được cả. Công tử Vũ lại nhìn về hướng Lâm Thanh Đàn, mang dáng vẻ thư sinh mà cười nói, cô suy nghĩ đề nghị vừa rồi của tôi đi, ông lão quỷ này cũng không phải loại người lương thiện gì, sẽ chết người. Gã nói xong mà Lâm Thanh Đàn vẫn không đáp lại. Nghe công tử Vũ tranh chua chào phúng, bà ta nhịn không được phản bác một câu. Công tử Vũ lại cố ý chế nhạo bà ta, đối phó loại người này còn cần ăn đan dược, xem ra người ta nói cũng không sai, bà là thứ rác rưởi. Ông lão quỷ cũng cười nói, rác rưởi chính là rác rưởi, đừng lấy cớ công pháp gì cả. Các người, Mộc Bình tức đến run rẩy cả người. Nhưng bà ta lại không cách nào phản bác. Bà ta vốn tu luyện đan thuật là chính, bàn về thực lực đánh nhau thì nhất định không bằng công tử Vũ và ông lão quỷ, bị họ trào phúng cũng bình thường. Nhưng lúc này, giọng nói của Lục Vân lại vang lên lần nữa, gái kia, tôi uốn nắn một chút, có lẽ vừa rồi các người không nghe rõ lời tôi nói là các người đều là rác rưởi. Thật không biết mấy người này suy nghĩ thế nào. Đều là rác rưởi, cũng không cần ghét bỏ lẫn nhau đâu. Lục Vân thật không còn gì để nói. Nơi này lập tức yên tĩnh chốc lát. Sau đó tiếng hét phẫn nộ tràn ngập sát ý của ông lão quỷ vang lên, ồn ào. Tụi tao nói chuyện đến phiên thằng chó chết mày chen vào à. Lần này ông lão quỷ thật sự nổi giận. Lúc đầu lão căn bản không có ý định phản ứng Lục Vân, mục tiêu chỉ là Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh, nhưng càng không để ý đến thằng danh này thì hắn càng nhảy nhót. Đây đã là lần thứ hai Lục Vân ngắt lời, nói họ là rác rưởi. Ông lão quỷ không thể nhịn được nữa. Công tử Vũ cũng sụ mặt xuống, mặc dù gã cố gắng duy trì nụ cười nho nhã, nhưng rất khó, ngược lại khiến vẻ mặt trở nên vặn vẹo mấy phần. Ông lão quỷ không chịu được Lục Vân, vậy gọi sao gã nhịn được. Lần đầu tiên nhìn thấy người tự đại ngông cuồng như vậy, hơn nữa làm cho họ khó chịu nhất là hắn lắm miệng. Lục Vân nói nhiều quá. Họ có thân phận gì? Đến từ Côn Luân, thánh địa của tu luyện giả. Lục Vân lại có thân phận gì? Một tán tu bên ngoài núi Côn Luân mà thôi. Lúc họ nói chuyện, thằng danh này dựa vào cái gì xen vào? Hắn có tư cách gì xen vào? Chen miệng một lần thì thôi, còn chen lần hai, hắn là thứ chó má gì? Mộc Bình cũng khó chịu. Vẻ mặt bà ta trở nên rất thương hại, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân giống như đang nhìn một tên thiểu năng. Bà ta thừa nhận khi chưa uống đan dược cấm kỳ thì bà ta không phải đối thủ của Lục Vân. Nhưng đó không phải vì Lục Vân mạnh, mà là do bà ta yếu. Mộc Bình không thể không thừa nhận một sự thật, trong đông đảo môn phái của Côn Luân thì thực lực tổng hợp của Đan Dương Tông tương đối yếu kém. Họ chuyên luyện đan thuật nên không thể so sánh với những môn phái chuyên tu luyện được. Ông lão quỷ ra tay. Áo vải quét qua, một chân khí sắc bén vọt mạnh ra từ tay áo của lão. Lão là kiếm tu, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo kiếm ý. Mặc dù chân khí này không phải dùng kiếm phát ra, nhưng vẫn ẩn chứa từng tia kiếm ý. Thanh thế không bằng Huyền Ngọc Chỉ mà Mộc Bình thi triển trước đó, nhưng uy lực lại là gấp 10 gấp trăm lần, cứ như sấm sét trong im ắng. Vậy là đủ để giết chết Lục Vân rồi. Sau khi ông lão quỷ tung ra chân khí này thì không để ý đến Lục Vân nữa mà tập trung lực chú ý lên người Lâm Thanh Đàn, đang nghĩ nên làm sao tranh đoạt Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh với công tử Vũ. Lão không hề cân nhắc đến Mộc Bình. Bởi vì dù Mộc Bình ăn đan dược cấm kỳ cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Đối thủ của ông lão quỷ chỉ có công tử Vũ. A2. Bởi vì Lục Vân và Lâm Thanh Đàn đứng rất gần nên ánh mắt ông lão quỷ vừa di động đến người Lâm Thanh Đàn, nhưng cảnh xảy ra tiếp theo lại cưỡng ép lão chuyển mắt trở về. Khóe mắt của ông lão quỷ liếc nhìn phát hiện Lục Vân không chết dưới kiếm ý chân khí của mình thì không khỏi kinh dị hô lên một tiếng. Thằng danh này thật sự có chút năng lực, ánh mắt ông lão quỷ trầm xuống, nói. Mộc Bình tâm tình thoải mái bảo,
đã sớm nói tên điên này không đơn giản, ông lão quỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật thì muốn giết hắn cũng không dễ. Hừ, ông lão quỷ không vui hừ lạnh một tiếng, khi nhìn lại Lục Vân thì sát ý điên cuồng ngưng tụ, gần như đông kết thành xương, sau đó lão quát một tiếng, đồ chó, còn không đi chết cho tao. Chân khí khuấy động tràn ra. Lão dùng một chiêu mà không giết chết được Lục Vân, còn bị Mộc Bình trào phúng một câu, ông lão quỷ cảm thấy quá mất mặt nên kích này còn mạnh hơn chân khí vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Luôn mồm đồ chó, lão già tép diêu đến từ Côn Luân ông miệng thối thật. Lần này Lục Vân không đứng yên nghe chữ ấy mà mắng lại một câu, sau đó chủ động vọt về hướng ông lão quỷ, thần công vô danh điên cuồng vận chuyển. Vì thế mới tạo thành ảo giác cho Mộc Bình. Hiện tại Lục Vân đã tỉnh táo lại, có thể tự do điều khiển chân khí, không an dã như trước đó mà phần lớn đều hội tụ trên nắm tay, vì thế tất nhiên thế công càng mạnh hơn. Công tử Vũ như suy nghĩ có gì đó mà nói, dưới tình huống không thi triển quyền pháp võ kỹ mà thằng danh này có thể ngưng tụ chân khí đến trình độ này, công pháp của hắn quả nhiên không đơn giản. Gã liếm môi một cái, biểu lộ đột nhiên trở nên phấn khởi. So với thanh đế huyền hỏa đỉnh thì mình càng cảm thấy hứng thú với công pháp của hắn hơn. Người của Vân Sơn Thư Viện thích nghiên cứu công pháp võ kỹ kỳ quái nhất, trong đó có không ít ma công. Công pháp Lục Vân tu luyện thành công khơi gợi hứng thú của công tử Vũ. Mặc kệ Mộc Bình và công tử Vũ nghĩ thế nào, dù sao tâm tình lúc này của ông lão quỷ rất khó chịu, thật là chó chết, cứ tiếp tục như vậy thì không còn mặt mũi gì nữa rồi. Quỷ kiếm thập nhất. Ông lão quỷ không bận tâm nhiều nữa mà gầm thét một tiếng, trường kiếm sau lưng gào thét lao ra, lơ lửng trên đỉnh đầu lão rồi hội tụ kiếm thế điên cuồng. Đây là kiếm pháp tông môn của Quỷ Kiếm Tông, tổng cộng có 13 thức, ông lão quỷ đã tu luyện đến thức thứ 11, là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện giờ lão nắm giữ. Hai lần thất bại liên tục làm ông lão quỷ mất hết kiên trì, cho nên không định lãng phí thời gian với Lục Vân nữa mà trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất. Tao xem thằng chó chết mày có chết không? Ánh kiếm rét lạnh chiếu rọi lên mặt ông lão quỷ, khiến gương mặt vốn khô gầy của lão trở nên càng quỷ dị mấy phần. Sau một tiếng gào thét, kiếm trên đỉnh đầu ông lão quỷ bỗng huyễn hóa thành 11 kiếm ảnh, mỗi một kiếm ảnh đều mang theo sát ý vô cùng kinh khủng. Lục Vân nhìn 11 kiếm ảnh kia với ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên kiếm pháp là thứ rất thú vị. Mặc dù lão đạo sĩ sư phụ giao ngự linh thần kiếm cho Lục Vân, nhưng căn bản không truyền thụ kiếm pháp, tựa như chưa từng truyền cho hắn bất kỳ võ kỹ nào vậy. Võ kỹ còn đỡ, Lục Vân ỷ vào thần công vô danh bá đạo của mình, chỉ cần cảnh giới ngang hàng thì bất kỳ võ kỹ nào cũng bị nó nghiền nát bằng bạo lực. Nhưng lúc này trông thấy ông lão quỷ thi triển ra kiếm pháp lại làm Lục Vân hơi rung động. Một kiếm biến thành 11 kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều khủng bố như vậy, xem ra kiếm pháp cũng gia tăng thực lực rất nhiều. Lục Vân đột nhiên muốn học kiếm. Có lẽ là do trong lòng bàn tay hắn thu gom được hai kiếm ý kinh thiên khiến hắn sinh ra cảm giác hào hùng tôi cũng làm được. Chờ mong ngày nào đó hắn cũng có thể tự lĩnh ngộ kiếm pháp, ngưng luyện ra loại kiếm ý kinh khủng kia. Ông lão quỷ lại mắng to một tiếng đồ chó rồi ngang nhiên phát động sát chiêu, 11 ánh kiếm cùng gào thét chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Vân. Kích này nhất định sẽ giết chết Lục Vân. Ông lão quỷ dâng trào sát ý. Lục Vân nghiêm mặt lại, mặc dù hắn có tự tin tuyệt đối, nhưng kiếm chiêu của ông lão quỷ thật sự không thể khinh thường. Ngự linh thần kiếm đâm thẳng ra. Khác với 11 ánh kiếm của ông lão quỷ, kiếm của Lục Vân chỉ có một luồng nhưng lại vô cùng to lớn, nó hoàn toàn có thể bao trùm lên 11 ánh kiếm của ông lão quỷ. Chỉ xem ai mạnh ai yếu. Kiếm tốt lắm, xem ra hôm nay tao nhặt được bảo vật rồi, ha ha. Giờ phút này ông lão quỷ mới phát hiện thanh kiếm trong tay Lục Vân là một bảo kiếm có phẩm chất bất phàm, phẫn nộ vừa rồi trong nháy mắt đã chuyển thành mừng rỡ. Đây thật là niềm vui bất ngờ, còn đáng mừng hơn so với cướp được thanh đế huyền hỏa đỉnh. Cướp đi thanh đế huyền hỏa đỉnh chỉ vì làm Đan Dương Tông ghê tởm, tác dụng thực tế cũng không lớn, nhưng thanh kiếm kia thì khác, nó là bảo vật thật sự có thể gia tăng thực lực. Thậm chí ông lão quỷ có một ý tưởng tuyệt hơn. Để tránh hai bên tranh đến đầu rơi máu chảy nên lão không cần thanh đế huyền hỏa đỉnh mà cứ tặng cho công tử Vũ, lão chỉ cần thanh kiếm này. Lão tin chắc công tử Vũ sẽ vui vẻ tiếp nhận kết quả này. Ha ha, ta sai, thằng danh, vừa rồi không nên mắng mày là chó, tao nên gọi mày là đồng tử tán tài, ha ha ha. Tâm tình của ông lão quỷ rất tốt,
dường như đã chắc chắn thanh kiếm kia đã trở thành vật trong tay lão. Ông cười con mẹ gì vậy? Lục Vân lộ ra vẻ mặt quái lạ, ngự linh thần kiếm trong tay run lên kịch liệt, chỉ thấy ánh kiếm to lớn kia lập tức càng óng ánh lên khiến không khí chấn động đến vang lên ong ong. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên 11 ánh kiếm gào thét đánh tới lại dần dần vỡ vụn, căn bản không đến được trước mặt Lục Vân, mà ánh kiếm hắn bổ ra lại có uy thế không giảm rồi đột nhiên chém về phía ông lão quỷ. Mộc Bình cũng như thế. Bà ta vốn cho là sau khi ăn vào đan dược cấm kỵ thì mình nhất định có thể giết chết Lục Vân, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Cả ông lão quỷ dùng ra toàn lực cũng không phải đối thủ của Lục Vân, dù Mộc Bình ăn nhiều đan dược đến mấy cũng không thể là đối thủ của Lục Vân. Chẳng lẽ thằng danh này chính là con trai của thần may mắn trong truyền thuyết? Trong lòng Mộc Bình dâng lên sóng to gió lớn. Hắn có bảo vật vần quanh, có công pháp nghịch thiên, còn có bảo kiếm bảo đỉnh. Thực lực còn khủng bố như vậy thì sao có thể là hạng người vô danh? Mấu chốt là tuổi của hắn mới hơn 20 thôi. Quả thực đáng sợ. Oanh! Khi nghe công tử Vũ nhắc nhở, rốt cục ông lão quỷ cũng tỉnh táo lại, dòng khí cồn cuộn làm thân hình lão lập tức hóa thành ảnh ảo rồi nhanh chóng lùi lại, để lại từng tàn ảnh trên không trung. Phanh 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 phanh! Chỗ ánh kiếm chém qua, tàn ảnh liên tục bị phá tan, trên trán ông lão quỷ ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu chậm thêm một bước thì thứ bị chém nát không phải là tàn ảnh của lão. Thằng danh này quả nhiên không dễ trêu chọc, công tử Vũ, chúng ta. Ông lão quỷ liên tục lùi lại mấy chục mét, cuối cùng mới tránh thoát ánh kiếm này, đang chuẩn bị kêu công tử Vũ cùng đối phó Lục Vân thì đột nhiên. Dựng hết lông tơ lên. Trong chớp nhoáng, lão cảm thấy phía sau như có một con ác ma đang lặng lẽ đứng đó. Lão bỗng quay đầu. Phát hiện chẳng biết lúc nào Lục Vân đã đi đến sau lưng mình. Ông lão quỷ kinh hãi thất sắc, lời còn chưa nói hết liền nghe thấy Lục Vân cười lạnh và nói, lúc này xem ông tránh thế nào. Lần này Lục Vân không sử dụng ngự linh thần kiếm mà tung một chưởng về hướng ông lão quỷ. Ông lão quỷ theo bản năng giơ chưởng lên đánh trả. Một giây sau, ông lão quỷ cực kỳ hoảng sợ, mắt trợn lên, mỗi một lỗ chân lông trên dưới toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Chân khí của lão đang điên cuồng trôi qua. Nói chính xác hơn là Lục Vân đang dùng công pháp quỷ dị kia điên cuồng cắn nuốt chân khí của ông lão quỷ. Mày là tu ma giả. Ông lão quỷ hoảng sợ kêu to, thực sự không thể tin được người thanh niên trước mắt lại là một tu luyện giả tà phái, cũng chính là tu ma giả. Nhưng sao có thể chứ? Chân khí của hắn có màu xanh, là màu sắc thuần chính, sao lại là tu ma giả? Nhưng nếu không phải tu ma giả thì sao lại bá đạo cản nuốt chân khí của người khác như vậy? Tâm tình lúc này của ông lão quỷ giống như tu luyện giả đầu tiên mà Lục Vân gặp lúc trước tà linh giáo chủ cũng từng kinh ngạc, kinh hãi, nghỉ hoặc như vậy. Nhưng sự nghỉ hoặc này đã định sẵn không lấy được giải đáp. Thân thể công tử Vũ cứng đờ, quay người lại nói với sắc mặt khó coi, anh bạn tu ma giả này, vừa rồi tôi không ra tay với anh, không phải anh muốn giết tôi luôn đó chứ? Thông qua thủ đoạn Lục Vân đánh giết ông lão quỷ, công tử Vũ phán đoán mình nhất định không phải đối thủ của Lục Vân, muốn chạy trốn dưới tốc độ khủng khiếp của Lục Vân cũng không phải dễ dàng. Chỉ có thể nói đạo lý. Đúng, nói đạo lý, làm người văn minh. Lục Vân lắc đầu, đúng là mày không ra tay với tao, nhưng mày lại suy nghĩ đến, hơn nữa mày còn phạm một sai lầm lớn nhất, đó là không nên có ý xấu với chị hai tao. Lục Vân biết nếu công tử Vũ không nhìn thấy thực lực của mình thì có thể không ra tay sao? Lúc đánh không lại thì nói đạo lý, trên đời này có chuyện hời như vậy sao? Làm Lục Vân không nhìn được nhất là ban đầu công tử Vũ đã nhìn chằm chằm Lâm Thanh Đàn, giống như ông lão quỷ đã nói, vừa muốn bảo vật vừa muốn sắc đẹp. Đây chính là vảy ngược của Lục Vân. Sao có thể dễ dàng để công tử Vũ rời đi như vậy? Lục Vân nói, còn có một điều tao cần sửa đúng là, tao không phải là tu ma giả. Công tử Vũ trầm mặc, không phải tu ma giả. Hắn đã hút ông lão quỷ thành bộ dạng quỷ quái kia mà còn nói mình không phải tu ma giả. Lừa quỷ sao? Đừng nói công tử Vũ không tin, cả bọn người Mộc Bình và Hàn Nguyệt cũng không tin được lời nói nhảm này. Họ chỉ tin điều họ nhìn thấy trước mắt. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu thì Lục Vân là một tu ma giả. Thấy họ không tin, Lục Vân cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao giải thích cũng giải thích không rõ, hắn cũng lười nói nhiều nên nói với công tử Vũ, cho mày hai lựa chọn, thứ nhất,
chết, thứ hai, giao ra một giọt tinh huyết. Mấy người đến từ Côn Luân này rất bá đạo, nhưng họ không biết là Lục Vân còn bá đạo hơn họ. Nghe Lục Vân nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lựa chọn thứ nhất thì khỏi phải bàn đến. Lựa chọn thứ hai, đương nhiên họ biết Lục Vân có dụng ý gì. Đây đương nhiên là lời nói dối. Gã cũng không muốn giao tỉnh huyết cho Lục Vân, một khi giao cho hắn thì có nghĩa là gã bị Lục Vân nắm lấy nhược điểm trong tay. Mặc dù nhược điểm này không chí mạng, nhưng Lục Vân có thể dựa vào giọt tinh huyết này để tùy tiện giảm bớt tu vi của công tử Vũ. Đương nhiên công tử Vũ không muốn. Lục Vân cười một tiếng và nói, cho nên lựa chọn của mày là chết. Chết? Nói đùa cái gì vậy? Mặt công tử Vũ trầm xuống, hung dữ nhìn chằm chằm Lục Vân mà nói, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tu ma giả, ngày nào đó chúng ta lại tính. Món nợ này. Gã vừa hung ác dùng hết ba giọt tinh huyết mà nhiều năm vất vả tu luyện ra, khí thế trên người đột nhiên dâng cao rất nhiều. Nhưng gã cũng không lựa chọn giao thủ với Lục Vân mà là chạy trốn. Gã muốn về Vân Sơn Thư Viện tìm viện binh. Có tinh huyết tăng cường làm tốc độ chạy trốn của công tử Vũ nhanh hơn trước đó không chỉ 10 lần, thân thể gần như hóa thành một luồng ánh sáng mà bắn đi. Nhưng mà... xèo! Đột nhiên, một tia sáng màu đỏ đột nhiên chính diện va chạm với gã, vừa vặn dụng vào lồng ngực làm công tử Vũ hộc máu tại chỗ. Đó chính là Ngự Linh Thần Kiếm, nhưng phần đụng vào ngực công tử Vũ là chuôi kiếm. Đáng chết, công tử Vũ rơi xuống đất rồi lớn tiếng mắng, trong nháy mắt tiếp theo đã cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lục Vân đã đi tới sau lưng gã, tao tôn trọng lựa chọn của mày. Giọng nói của Lục Vân vang lên, vừa chuẩn bị ra tay thì đột nhiên lại có một khí tức vô cùng kinh khủng che khuất bầu trời hạ xuống, làm tất cả mọi người đều chấn động. Chú Bình, cứu tôi. Nhưng khi công tử Vũ cảm nhận được khí tức này thì lại vô cùng kích động giống lớn một tiếng, liều mạng lao về hướng người tới. Lục Vân không đuổi theo mà chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi, mặc kệ cậu là tu luyện giả hay tu ma giả thì tôi cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng cậu không nên dồn người ta vào đường cùng như vậy. Người đàn ông trung niên vừa đánh giá Lục Vân vừa lắc đầu nói. Lục Vân lại cười. Ông lại là thứ chó má gì đây? Người đàn ông trung niên cực kỳ tự tin, trong nháy mắt tiếng nói vừa dứt thì sát ý nồng đậm đã khóa chặt lên người Lục Vân, chỉ có ánh mắt sắc bén kia cũng đã tạo thành lực uy hiếp khủng khiếp. Chí ít đối với mọi người trong Đan Dương Tông thì lực uy hiếp này cực lớn. Bởi vì tu vi của người đàn ông trung niên này chính là Kim Đan Kỳ. Rất mạnh rất khủng bố. Là người đủ khả năng quét ngang bọn họ. Lục Vân lại rất bình tĩnh. Vừa cười vừa nói, đừng nói ông chỉ là một tu luyện giả Kim Đan Kỳ sơ kỳ, mà cho dù là lão yêu quái Kim Đan Kỳ đại viên mãn thì tôi cũng không sợ. Ngông cuồng. Vô tri. Đây là đánh giá lúc này của mọi người đối với Lục Vân. Từ khi giới hành sơn đóng lại thì tu luyện giả có tu vi cao nhất trên thế giới hiện tại là Kim Đan Kỳ đại viên mãn, thuộc về chiến lực đỉnh cao của thế giới. Lục Vân nói hắn không sợ cả Kim Đan Kỳ đại viên mãn thì không phải vô tri là gì. Quả thực là vô tri đến mức buồn cười. Người đàn ông trung niên cười nhạo nói, đã sớm nghe nói tu ma giả vạn pháp tùy tâm, làm việc không theo phép tắc, hôm nay gặp mặt quả nhiên là. Danh bất hư truyền. Tu ma giả đều là lũ điên, họ điên cuồng đến cực điểm, bằng không cũng không có khả năng nói ra những lời vô tri không biết sợ như vậy. Nếu các người nhất định cho rằng tôi là tu ma giả thì hôm nay tôi là tu ma giả một lần vậy. Lục Vân lười giải thích mà đạp mạnh bước chân. Thân hình cực tốc lướt đi, trong nháy mắt đã chặn trước mặt người đàn ông trung niên, chủ động tung hai nắm đấm ra công kích, khinh thường sử dụng cả Ngự Linh Thần Kiếm. Tự tìm đường chết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, tỏa ra khí thế hùng hồn, hai ai vung vẩy đã tung ra từng luồng dao động chân khí, lập tức đối đầu với Lục Vân. Phanh phanh phanh. Quyền ảnh nhanh đến cực hạn, để lại hàng trăm hàng ngàn hư ảnh giữa không trung, không gian như muốn sụp đổ. Phát ra tiếng rung động ong ong ong. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên hơi trầm xuống. Mộc Bình lại kinh hãi lần nữa. Tu ma giả này lại đánh bất phân cao thấp với tu luyện giả Kim Đan Kỳ, thật là gặp mạnh thì mạnh, rất khó không khiến người ta chấn động. Tu ma giả, trời tru đất diệt. Đây không phải là kinh ngạc, mà là hoảng sợ. Kim Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ cách nhau một trời một vực. Tu ma giả này thực sự khủng bố. Mày mơ tưởng.
Người đàn ông trung niên mặt mày tái xanh gào thét một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại muốn tránh thoát, đáng tiếc cho dù ông ta kéo ra khoảng cách rất dài thì chân khí trong cơ thể vẫn đang trôi qua. Chỉ thấy giữa ông ta và Lục Vân như hình thành một cầu nối chân khí dài mười mấy mét. Đáng chết, tên tu ma giả đáng chết này. Người đàn ông trung niên sốt ruột đến chửi ầm lên. Ông ta liều mạng muốn tránh thoát, đáng tiếc lại chỉ vô dụng, ngược lại trong lúc giãy giụa kim đan của ông ta lại trôi ra một cách quỷ dị rồi cũng bị cắn nuốt. Đồng tử của mọi người co rụt vào. Cắn nuốt kim đan. Lần cắn nuốt chân khí này còn bá đạo hơn, tàn nhẫn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Rốt cuộc tu ma giả này tu luyện ma công nào mà lại đáng sợ đến mức này? Tương lai sợ là sẽ có một đại ma đầu kinh thiên ra đời. Hồng hộc. Ngay khi Lục Vân dùng thần công vô danh điên cuồng cắn nuốt kim đan thì bỗng thấy lòng bàn tay phải của hắn bắn ra một tia sáng trắng, trong nháy mắt đã hút viên kim đan kia qua. Đoạt thiên tạo hóa kính còn cắn nuốt kim đan. Cả Lục Vân cũng không dự đoán được cảnh này, nhìn đoạt thiên tạo hóa kính đoạt lấy kim đan rồi cắn nuốt sạch sẽ, hắn kinh ngạc đến ngây người. Một món pháp bảo giật đồ ăn với một môn thần công vô danh. Cái này, con mẹ nó cũng quá quỷ dị. Tâm tình của Lục Vân lập tức phức tạp, nhưng rất nhanh đã cảm thấy vui mừng, không ngờ lại phát hiện một thu hoạch bất ngờ. Lúc trước khi hắn đạt được đoạt thiên tạo hóa kính thì trên tấm gương bốn cạnh này có một vòng năng lượng, nhưng lại rất ảm đạm, giờ phút này sau khi cắn nuốt một viên kim đan thì một vòng năng lượng trong đó sáng lên. Điều này chứng tỏ cắn nuốt kim đan có thể thắp sáng những vòng năng lượng này. Chỉ cần thắp sáng cả bốn vòng năng lượng thì đoạt thiên tạo hóa kính có thể thi triển ra công năng cắn nuốt lần nữa. Giống như lại có thêm một kỹ năng bảo vệ mạng. Làm sao Lục Vân có thể không kích động? Hắn kích động đến mức muốn té xỉu rồi. Nhưng khác biệt rõ ràng với Lục Vân chính là bọn người công tử Vũ, Mộc Bình thời khắc này như hóa đá, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Rung động, vô cùng rung động. Một mặt là vì Lục Vân không chút khách sáo mà nuốt chửng kim đan của tu luyện giả kim đan kỳ, thực sự khó tin nổi. Hai loại khí tức chí thánh và chí tà cùng xuất hiện trên người một người, sự rung động này khó mà hình dung nổi. Nhưng mặc kệ là chí thánh hay chí tà thì Lục Vân vẫn mang một khí chất vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là bá đạo. Bá đạo cũng chia thành hai loại, một loại là nói đạo lý, một loại là không nói đạo lý. Lục Vân thuộc về loại đầu tiên, hắn cho công tử Vũ hai loại lựa chọn, nếu công tử Vũ chọn chết thì Lục Vân đương nhiên sẽ giữ chữ tín. Không có chuyện công tử Vũ muốn chết mà. Lục Vân lại không cho, vậy không phù hợp nguyên tắc. Cho nên Lục Vân yên tâm thoải mái mà nhận lấy cái mạng của công tử Vũ. Bọn người Mộc Bình đã sớm bị dọa sợ, nhìn thấy Lục Vân đi về hướng mình, Mộc Bình lập tức hoảng sợ lắc đầu nói, tiền bối. Tha mạng, công tử Vũ nói gã không ngưng luyện ra tỉnh huyết là nói láo, nhưng Mộc Bình thật sự không có, nếu không cũng không cần dựa vào nuốt đan dược cấm kỵ để lập tức gia tăng tu vi. Nói cách khác, hai lựa chọn lúc nãy Lục Vân cho công tử Vũ đều không áp dụng được cho đám người Mộc Bình. Họ chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi nói tôi không phải tu ma giả, các người tin hay không? Lục Vân lạnh nhạt liếc nhìn đám người Mộc Bình, lại hỏi ra vấn đề này. Tin Mộc Bình vội vàng gật đầu như dã tỏi, tiền bối ngài là một vị kiếm tu thực lực cao thâm, căn bản không phải tu ma giả, trước đó là tôi nói xấu ngài. Lời này của bà ta là chân thành. Một là do quá sợ hãi, hai là vì kiếm ý thuần chính lúc nãy làm bà ta không thể phỏng đoán được thân phận của Lục Vân. Nếu Lục Vân nói mình không phải tu ma giả thì chính là không phải. Mộc Bình còn có thể làm sao, chỉ có thể thuận theo ý hắn. Nhưng làm Mộc Bình không ngờ là Lục Vân lại lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, lắc đầu nói, tôi không tin bà tin. Tôi không tin bà tin. Nếu tôi nói cậu sẽ tha mạng của tôi sao? Mộc Bình khẩn trương hỏi. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, có thể tha cho các người một mạng, điều kiện tiên quyết là tin tức của bà nhất định phải chính xác. Tuyệt đối chính xác, Đan Dương Tông chúng tôi hiểu rất rõ Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Mộc Bình nói một câu, nhưng rất nhanh đã trầm mặc, bà ta đang châm trước xem sau khi mình nói ra tình trạng của Lâm Thanh Đàn thì Lục Vân có bỏ qua cho họ thật không? Sao Lục Vân lại không biết lo lắng của bà ta, hắn hừ lạnh một tiếng và nói, tôi đã nói tôi không phải tu ma giả. Đã hứa với bà thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, huống chỉ. Khí tức trên người Lục Vân đột nhiên lạnh lão. Bà không có lựa chọn nào khác, không nói thì chết,
về sau chính tôi sẽ đến Đan Dương Tông của các người hỏi ra đáp án. Tôi nói, thấy Lục Vân cường thế như vậy, Mộc Bình đành chịu thua, tục truyền Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh là bảo đỉnh do một vị Thanh Đế từng sử dụng lúc còn trẻ, vốn là một cái dương đỉnh. Mà âm đỉnh tương ứng là do vị Thanh Đế kia đặc biệt tìm người chế tạo ra cho vợ mình, chỉ thích hợp với thân thể phụ nữ. Mộc Bình chậm rãi giới thiệu lai lịch của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, cuối cùng đôi vợ chồng Thanh Đế kia thế nào thì không ai biết, chỉ biết hai cái Huyền Hỏa Đỉnh đều được truyền lại cho đời sau. Huyền Hỏa Đỉnh là bảo vật có linh tính, đi theo vợ chồng Thanh Đế một thời gian ngắn đã khắc họa bóng dáng của họ lên chúng, bóng dáng đó cũng được coi là ý thức truyền thừa. Cái này giống như một máy quay, bất chi bất giác ghi chép lại giọng nói của chủ nhân, khi nó được lưu đến đời tiếp theo thì thanh âm này sẽ tự động vang lên trong đầu đời tiếp theo. Mà trong ý thức Thanh Đế để lại sẽ liên quan đến một chút kinh nghiệm đan thuật, đan phương của Thanh Đế, đây là một tài sản cực kỳ quý giá. Trong thân thể cô gái này chính là âm đỉnh trong Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng cô ấy không hiểu tâm pháp của Thanh Đế nên không thể tiếp thu ý thức do Thanh Đế để lại, cho nên mới cảm thấy đau đớn như vậy. Mộc Bình nhìn Lâm Thanh Đàn, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Mặc dù Lâm Thanh Đàn chưa tiếp xúc nhiều với tu luyện, nhưng nghe Mộc Bình nói xong thì cảm thấy rất huyền ảo, nhưng cũng hiểu được một chút. Từ miêu tả của Mộc Bình có thể nghe ra một điểm mấu chốt, đó là tâm pháp Thanh Đế. Sở dĩ chị Thanh Đàn bị đau đớn là bởi vì không tiếp thu được ý thức còn sót lại của Thanh Đế, mà không tiếp thu được là do cô không hiểu tâm pháp Thanh Đế. Nói cách khác, mấu chốt nằm ở chỗ tâm pháp Thanh Đế. Lục Vân cảm thấy nếu người khai sáng Đan Dương Tông chính là vị Thanh Đế kia thì Đan Dương Tông nhất định có ghi chép khẩu quyết tâm pháp, đây là điều hiển nhiên rồi. Mộc Bình cũng không định giấu giếm nên gật đầu nói, Đan Dương Tông có một phách đá ghi lại tâm pháp Thanh Đế, nhưng có thể lĩnh ngộ hay không phải xem ngộ tính của mỗi người. Mộc Bình nói rồi liếc nhìn Lâm Thanh Đàn một cái. Nếu Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh nguyện ý nhận cô gái này làm chủ thì chứng tỏ cô có điểm hơn người, lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng không phải vấn đề quá lớn. Ha ha, quyết định như vậy đi, ngày sau tôi nhất định dẫn theo chị hai đến Côn Luân thăm hỏi Đan Dương Tông. Tâm tình của Lục Vân rất tốt nên vừa cười vừa nói. Mộc Bình thì im lặng, tôi đâu có nói để các người đến Đan Dương Tông, sao lại quyết định như vậy rồi. Thật là một người đàn ông bá đạo. Nhưng Mộc Bình cũng biết mình không chịu cũng phải chịu, ai bảo thực lực của Lục Vân khủng bố như vậy. Được rồi, hiện tại các người có thể đi, rất xin lỗi do trước đó tôi giết một đệ tử của Đan Dương Tông, nhưng nếu ai dám nói chuyện hôm nay ra thì tôi không ngại giết thêm vài người. Lục Vân lạnh như băng nhìn quét qua Mộc Bình và đám người Hàn Nguyệt, trong nháy mắt đã làm họ ớn lạnh. Mộc Bình hơi bất ngờ. Không ngờ Lục Vân thật sự nói được thì làm được, chịu thả bọn họ đi. Lời nói này có ý nghĩa khác. Một bên là giết người đoạt bảo, một bên chỉ vì muốn Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh trở về Đan Dương Tông, đây là hai khái niệm khác nhau. Có hai cách để Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh trở về, một là giết người đoạt bảo nói ở trên, hai là để Lâm Thanh Đàn trở thành đệ tử của Đan Dương Tông. Ít nhất nói rõ Đan Dương Tông này biết chút đạo lý. Trước đó Lục Vân cũng sinh ra một hiểu lầm, cho rằng đám người của Đan Dương Tông ngang ngược đoạt bảo vật. Nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh vốn là bảo vật của tông môn họ, phái người đến tìm cũng không có gì đáng trách. Cái này phải trách tên cướp chuột Lăng Phong, nếu không phải ban đầu hắn ta nhắm vào Ngự Linh Thần Kiếm thì Lục Vân cũng không đến mức có ác ý lớn với đám người Côn Luân Sơn như vậy. Cho nên Lăng Phong vẫn đáng giết. Hiểu lầm được xóa bỏ, giọng nói của Lục Vân cũng dịu đi không ít, tôi sẽ thương lượng kỹ với chị hai vấn đề này. Dù sao nhất định cũng phải đến Đan Dương Tông, không thì Lâm Thanh Đàn sẽ luôn chịu đau đớn tra tấn, còn có nên trở thành đệ tử của Đan Dương Tông hay không thì đến lúc đó tính. Mộc Bình thầm vui mừng, cảm thấy người đàn ông bá đạo này cũng không phải vô lý quá. Kỳ thật Lục Vân vẫn luôn là đứa nhỏ biết nói lý, chỉ là đám người Mộc Bình có ấn tượng xấu về hắn, đứng ở góc độ của họ tất nhiên sẽ cho rằng Lục Vân bá đạo hung hăng. Mộc Bình chủ động đưa ra một tấm ngọc bài và nói, tiền bối, đây là thẻ bài thân phận của Đan Dương Tông, bên trong có khắc họa trận pháp, liên thông với đại trận hộ sơn của tông môn chúng tôi, đợi ngài tiến vào Côn Luân Sơn thì nó có thể chỉ dẫn phương hướng. Vẫn là bà suy xét chu đáo, tạ ơn. Lục Vân tiếp nhận ngọc bài. Tiếng tạ ơn này trực tiếp làm trong lòng Mộc Bình dao động, giống như một người bà ta cho rằng là đại ma đầu lạnh lẽo lại đột nhiên lễ phép nói một tiếng cảm ơn.
tâm tình bà ta phức tạp không biết nên biểu đạt như thế nào. Mộc Bình lại cảm ơn ân không giết của Lục Vân, sau đó dẫn mấy người Hàn Nguyệt rời khỏi nơi đây rồi bảo, đi mang thi thể của Lăng Phong về, còn nữa, chuyện hôm nay phải giữ kín đấy. Không cần bà ta nhắc nhở thì bọn người Hàn Nguyệt cũng đã bị thực lực kinh khủng của Lục Vân làm khiếp sợ rồi. Ai dám nói lung tung? Sau khi bọn người Mộc Bình rời đi, Lục Vân dọn dẹp thi thể xung quanh Hạnh Lâm Đường, cách xử lý cũng đơn giản, trực tiếp tung một ngọn lửa màu xanh ra đốt sạch. Ông lão quỷ, công tử Vũ và người hầu trung niên của công tử Vũ như chưa từng xuất hiện. Sau khi xử lý xong, Lục Vân lo lắng Lâm Thanh Đàn sẽ nghĩ người yêu nên chi kỷ an ủi một câu, chị Thanh Đàn, thế giới của tu luyện giả rất tàn khốc. Trở thành đệ tử của Đan Dương Tông, chị cũng không rõ lắm. Lâm Thanh Đàn hơi rối rắm. Trước kia cô không nghĩ nhiều, trước khi Lục Vân trở về thì cô luôn cảm thấy tu võ giả xa không thể chạm đến, càng đừng nói là tu luyện giả. Hiện tại cô không chỉ trở thành một tu luyện giả mà còn được mời gia nhập Đan Dương Tông. Lâm Thanh Đàn rất do dự, lúc trước sở dĩ cô chọn trở thành một tu luyện giả là vì khí vận châm, sau khi có được chân khí thì trình độ châm pháp của cô sẽ tăng vọt về chất. Trên bản chất vẫn là vì trị bệnh cứu người. Lâm Thanh Đàn chưa từng nghĩ tới chuyện gia nhập tông môn, không kịp chuẩn bị gì nên bây giờ hỏi cô đáp án thì cô cũng nói không ra được. Lục Vân cũng không thúc giục mà an ủi, không có gì đâu chị hai, em hỏi như vậy thôi, chờ chị đến Đan Dương Tông một chuyến mới quyết định cũng không muộn. Nhất định phải đi đến Đan Dương Tông, cũng nhất định phải lấy được tâm pháp thanh đế, hơn nữa còn phải nhanh. Một là vì Lục Vân không đành lòng nhìn Lâm Thanh Đàn đau đớn nữa. Hai là vì nếu là mỗi lúc trời tối thanh đế huyền hỏa đỉnh đều chạy ra thì khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn càng nhiều tu luyện giả, đây là một phiền toái lớn. Còn đến lúc đó muốn trở thành đệ tử của Đan Dương Tông không thì phải xem ý của Lâm Thanh Đàn, nếu cô không chịu thì Đan Dương Tông cũng không dám làm gì cô. Có sát thần Lục Vân này che chở thì ai dám ép chị hắn làm chuyện gì trái ý muốn chứ? Isus đến cũng không được. Lâm Thanh Đàn trở về đã báo chuyện xảy ra đêm nay cho Diệp Khuynh Thành. Mỗi lần cô không quyết định chắc chắn được điều gì thì sẽ trưng cầu ý kiến của chị cả. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới biết thì ra mấy đêm nay Lâm Thanh Đàn ở lại Hạnh Lâm Đường không phải vì nghiên cứu phương thuốc mới, mà là do thanh đế huyền hỏa đỉnh làm mình đau đớn quá, không nghĩ để các chị em lo lắng. Diệp Khuynh Thành trầm mặt, đau lòng mắng một câu, Lâm Thanh Đàn, em thật là đần. Về sau nếu xảy ra chuyện như vậy nữa mà dám gạt chị thì... Diệp Khuynh Thành nói. Chị đang nói đến phương diện thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, Lâm Thanh Đàn nhăn mày liễu lại rồi trả lời, thiên phú tu luyện của em trai rất lợi hại, chúng ta có thể trở thành tu luyện giả cũng là nhờ phúc của em ấy. Mặc dù các cô trở thành tu luyện giả không lâu, nhưng có thể cảm giác được thiên phú tu luyện của Lục Vân cực kỳ đáng sợ, nếu không không có. Khả năng đạt tới thành tựu như vậy khi mới hơn 20 tuổi. Nhất là đêm qua Lục Vân dễ dàng đánh giết tu luyện giả Kim Đan Kỳ đã chứng minh thực lực của hắn vô cùng mạnh. Sao Lâm Thanh Đàn lại nhìn không ra được chứ? Vậy thì đúng rồi, Diệp Khuynh Thành bỗng nói, em cũng biết tiểu Lục Vân có thiên phú tu luyện rất lợi hại, tương lai em ấy có thể đạt được thành tựu ra sao thì không ai thể dự đoán được, nhưng mà... Cô ngừng lại một chút. Đôi mắt cô lấp lóe rồi nói tiếp, tuyệt đối đừng dừng bước ở hiện tại. Kỳ thật Diệp Khuynh Thành luôn có một lo lắng này đã sinh ra từ lúc nhìn thấy Tiểu Lục Vân đánh giết thần cảnh Wilson đầu tiên của nước Mỹ. Tiểu Lục Vân là một con giao long, tương lai của hắn nên thuộc về biển sao, nhưng lại vì bảo vệ đám chị em các cô mà cam tâm nhốt mình trong đầm nước nho nhỏ. Có lẽ Tiểu Lục Vân không oán trách không hối hận, nhưng Diệp Khuynh Thành không làm được, cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Giao long nên vào biển, mà không phải lặn trong ao giống như bây giờ. Như vậy sẽ dẫn đến một vấn đề là khi Tiểu Lục Vân thật sự bay lên thì chị em các cô có thể theo kịp bước chân của Tiểu Lục Vân không? Trước đó Diệp Khuynh Thành nói với Lục Vân là mình cũng muốn gia nhập Thiên Đạo Tông không phải là đang nói đùa, cô chỉ muốn cố gắng không làm chậm trễ bước chân của Lục Vân, rút ngắn khoảng cách với hắn thôi. Dù chỉ giúp hắn làm việc vặt, tâm sự, sinh bé con cho Tiểu Lục Vân. Còn chuyện gia nhập tông môn gì đó căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là đuổi theo bước chân của Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành đã sớm muốn nói vấn đề này với mấy chị em, xem rốt cuộc các cô muốn sống an ổn ở hiện trạng hay chuẩn bị cùng Tiểu Lục Vân tiến lên.
Nếu hôm nay Lâm Thanh Đàn đã chủ động tìm tới cô trò chuyện đề tài này thì Diệp Khuynh Thành cũng tiện thể nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Thanh Đàn rơi vào trầm tư. Cô hiểu ý Diệp Khuynh Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.